Đây này, ngồi chơi này, thì có người mua đâu. Dạ. Chợ đẹp, sạch sẽ nhưng mà không có khách. Dạ. Em chào chị. Bây giờ nó kiếm ăn khó lắm. Kiếm ăn khó. Đấy, cứ ngồi, toàn ngồi đây thôi, không bán ở đâu. Chào chào cô ạ. À, cô bán hàng ở đây lâu chưa cô? Cô bán lâu rồi. Hàng ngày cô bán nhiều thịt loại không cô? Ế lắm ạ. Cháu xin phép cho đeo cho cô cái mic nhá. Đây. Vui. Đây cho để đây được rồi. Ừ. Một ngày thì cô bán được khoảng mấy con lợn nào cô? Ui rồi. Lứa con dùng xong mấy con lợn. Thế á? Ừ. Cho thấy chợ con... này cũng đông người mà cô. Đây con có thấy ai rồi? Thấy dạ. Ai rồi? Dạ. Đấy chiều con thấy có ai cả. Vâng. Vắng như chùa. Buổi chiều thì vắng hơn đúng không cô? Sáng vắng mà, bây giờ là vắng mà, chợ vắng. Sáng vắng ạ. Cháu thấy là cái nhu cầu của mọi người là mua online bị nhiều đúng không cô? Ừ. Thật ra chợ búa bây giờ kém hơn. Vâng. Mình cứ làm là cho các cô đắt hàng rồi được. Vâng. Đây cháu thấy là cô bán một ngày mà cô bán không được một con lợn á. Ừ, không. Lừa con thôi. Đây cháu thấy có cả lòng lợn tiết canh không cô? Ừ. Lòng lợn đấy đúng không? Hay là về đây là cái chợ ở đây là có thể là nó sẽ không được đông dân lắm hả cô? Anh em? Bây giờ là nhiều chợ. Vâng. Cái nhu cầu nó nói chung là nhiều nơi quá. Dạ. Đâu là chẳng có chợ con. Vâng. Rồi cháu chúc cô bán ăn hàng nhé. Ừ. Vâng ạ. Bây giờ mời quý cô bác quý chị và các bạn cùng sang một cửa hàng khác để xem các bà các cô ở đây như nào nhé. Em chào chị. Chị bán hàng ở đây lâu chưa? Chị bán 10 năm rồi. 10 năm rồi à? Thế ạ. Ngoài thịt bò là chị có bán thêm cái gì không ạ? Chị chuyên về bò bê. Chuyên về bò bê. Một ngày thì chị bán được khoảng bao nhiêu cân? 20 cân. 20 cân. Ít thôi à? Thế thôi, thế là đủ ăn rồi. Giờ khó khăn, kiếm thế đi. Em thấy ai cũng kêu khó khăn. Ừ, khó khăn mà em. Đây này, ngồi chơi này thì có người mua đâu. Dạ. Chợ đẹp, sạch sẽ nhưng mà không có khách. Dạ. Chúng là khó khăn chung. Thế là chị cũng bán từ sáng đến chiều đây. Bán đến trưa, trưa về nhà vài tiếng, chiều lại sang. Dạ. Rồi em chúc chị bán đắt hàng nhé. Ừ, cảm ơn em. Dạ. Đây quý cô bác, quý anh chị và các bạn có thể thấy là chợ được thiết kế cũng như là được bố trí rất quy củ nha các bạn nhé. Nhưng mà có thể là theo chia sẻ của các bác ở đây là chợ hơi ế. Bác chào cô. Vâng. Cô bán rau ở đây lâu năm chưa cô? Cô bán lâu rồi, hơn chục năm. À thế ạ, hơn chục năm rồi ạ. Vâng. Chỉ bán những cái hàng cô chỉ bán rau này thôi. Bán rau dưa này thôi. Vâng. Cô bán hàng thì cô thấy có khó khăn không? Bán cũng chật vật lắm. Yeah. Khó lắm. Bây giờ cũng bán này kiếm từng đồng một thì nó cũng khó khăn lắm. Vâng. Là nếu một ngày thì cô bán như này thì cô thu nhập được khoảng bao nhiêu tiền? Hôm thì được, hôm nào mà tối đa thì được 150, không có chỉ được 100. Dạ, thế thôi ạ. Mà đi từ 4 giờ sáng mà ít rồi. Tức là trừ tất cả những cái chi phí đi rồi. Rồi. Đấy. Có hôm thì được, có hôm thì không ý. Dạ. Bây giờ nó kiếm ăn khó lắm. Kiếm ăn khó. Đấy, cứ ngồi, toàn ngồi đây thôi, không bán ở đâu. Đấy, cháu thấy cô bán cũng nhiều thứ sao mà. Nhiều nhưng mà cô bán ở đâu. Thế này là buổi sáng cái đồ rau này là cô phải đi lấy hay là như nào? Cô đi lấy từ sáng ấy, từ 4 giờ bắt đầu cô đi lấy xong rồi về đây ngồi đây bán này. À thế ạ? À? Là cô đi lấy xong bắt đầu cô về cô bán. Dạ. Chứ không phải là người ta mang đến cho cô. Không, cô đi lấy đấy. À thế ạ? À? Trực tiếp đi lấy. Vâng. Các bạn có thể thấy là đi mấy cửa hàng rồi nhưng các bác đều thấy khó khăn. Khó khăn lắm, kiếm đồng chật vật lắm. Dạ. Rồi cháu mong là cô bán đắt hàng cô nhá. Vâng, dạ, cảm ơn cháu. Dạ.
Chào chào cô nhá. Chúc cô bán đắt hàng. Cô bán hàng ở chợ Ngọc Lâm này lâu chưa cô? Cô mới đi chợ. Cô mới đi chợ ạ? Nhìn cái tay của cô đi kia mà lại mới đi chợ, cô phải đi tầm khoảng 15 năm là ít. Đây các bạn có thể thấy là ở đây thì chợ thì được thiết kế rất là đẹp. Chỗ các kiosk thì nhìn cũng rất là đẹp đấy các bạn. Nhưng mà chắc là có thể là do đến mình đến tầm chiều nên là hơi vắng khách thôi. Đây là quầy thịt lợn an toàn này các bạn này. Một trong những quầy thực phẩm sạch này. Đấy. Bây giờ đi mua hàng có cái mã này tiện nhờ chị nhờ. Ở đây là cháu thấy là cô luộc cả lòng tại chỗ luôn à cô? Vâng. Này nhìn cô cầm dao là biết phải đi chợ phải tầm khoảng 15-20 năm rồi. 35 năm có dư rồi ạ? À thế ạ. Này 65 nghìn. Bớt đi nhá. Anh thích ăn đồ mới, đồ nào? Ờ, đồ mới tí. Cái bên này nhá. Lấy cái đồ nào rồi ấy? 20, 52, 59 rồi. Thế ạ. Này một ngày cô bán được khoảng bao nhiêu cân thịt lợn hay là khoảng bán được khoảng bao nhiêu con lợn là cô? Một ngày hai con ạ. À sáng một con chiều một con. Đấy ạ. Thế cháu thấy là cô bán cũng được đấy chứ nhỉ? Cháu thấy mấy cửa hàng kia vừa nãy cháu hỏi thấy các cô bán hơi ít. Cháu thấy thịt lợn của cô ngon nhá. Cái này là thịt lợn là nhà mình thịt hay là mình lấy ở lò cô? Lấy ở lò. Cô lấy ở lò à? Vâng. Bây giờ đây là mình bán lợn. Dạ vâng. Tức là lò người ta sẽ mang đến cho cô hay là cô đến tận nơi? Cô đi mua. Xong rồi thuê người ta chở sang. À thế ạ. Cái thời điểm này so với năm ngoái thì là có bán nhanh hơn hay là bán chậm hơn hả cô? Bình thường đó. Dạ. Từ mưa đó nhá. Từ mưa rồi. Chợ thì ngày đắt ngày ế. 60 em ạ. Hôm thì đắt, hôm thì ế. Xong chỉ có dạ. Mưa là chợ đúng rồi. Vâng. Cháu thấy cái chợ mới này là họ làm những cái kiosk này rất là sạch sẽ đấy cô nhỉ? Vâng. Rồi cháu chúc cô bán đắt hàng nhá. Vâng ạ, chào cô. Đây các bạn người thấy là ở chợ Ngọc Lâm thì các kiosk bán hàng nói chung là rất là sạch sẽ. Người đến đây mua hàng rất là tiện này. Đi sang hàng hải sản cái. Đây này, các bạn nhìn thấy đây, ở trên biển bảng nhìn rất là quy củ đấy các bạn này. Đấy, quầy hải sản, tôm ngao mực này. Chào cho cô. Vâng. Chúc cô bán đắt hàng nhá. Vâng. Cháu thấy cô bán là tôm mà, ngao à? Tôm ngao mực. Vâng. Cái tôm như này thì bao tiền ký à cô?
cân. 230 một cân. Cái tôm bên cạnh ạ? 206. Vâng. Cái ngao là bao tiền một cân hả cô? 23.000. 23. Vâng. Rồi cho chúc cô bán đơn hàng nhá. Ở phía bên cạnh này, mọi người cũng đây cũng là một cái cửa hàng bán hải sản này. Cá này. Đây là cô. Ê, cho thấy cô bán nhiều cá này. Chấm này là như thế nào cô? Chấm này bao tiền cân? Chấm 80.000 cân em. 80.000 cân ạ. Con này là chấm trắng như cô nhỉ? Chấm em ạ. Chấm đen là bao tiền cân ạ? 100.000. 100. Vâng. Là cái tất ý thì không bao giờ nó bị lỗi. Tất là vô ổn nhất, riêng cái hàng tất. Cháu thấy là bây giờ mọi người đi mua xong thanh toán bằng QR code tiện nhỉ? Em ơi, cá gì? Con chưa ăn đâu. Không để ý. Vâng. Sophie thôi, hầu hết rồi. Khách đến mua liên tục. Đấy, cô chú, quý anh chị và các bạn có thể thấy là chợ mới Ngọc Lâm là được thiết kế rất là quy củ. Cửa hàng bán hải sản cũng như là rau, củ quả được thiết kế rất là ok đấy. Vâng, quý vị và các bạn có thể thấy chợ Ngọc Lâm này đi vào hoạt động từ những năm 2016 đến nay và chợ đã được gắn biển chợ văn minh thương mại. Đó thực sự là niềm vui của các tiểu thương kinh doanh trong chợ, bởi lẽ họ là những người đã trực tiếp cùng chính quyền phường, ban quản lý chợ xây dựng nền nếp sống văn minh đô thị, văn minh thương mại tại chợ. Và chợ Ngọc Lâm đã trở thành một địa chỉ quen thuộc cho người tiêu dùng tìm đến mua hàng hóa hàng ngày. Video đến đây cũng xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý cô bác, quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.